các bạn khán giả, các bạn thấy bộ. Ngay bây giờ xin mời mọi người hãy giúp Ngọc Lan lùi về 3-4 bước ạ. Bởi vì là chúng tôi có một khoảng không gian ở phía trước mặt để cho Xi đến đây chúng tôi trình diễn. Và tiếp theo thì có một món quà đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Miu. Chúng ta và ngay bây giờ sự xuất hiện của nữ ca sĩ Miu.